Nhưng mà một năm sau gặp cô này ngoài đời rồi, con gặp bạn ngoài đời thì con sao, rụng rời không? Con gặp con đứng thì xa. Nếu mà xấu quá bỏ chạy. Đúng rồi, đúng kiểu vậy á. Có khi nào mà vừa chở mèo mà vừa chở bạn gái đi xăm dạo không? Dạ có. Có. Chở mèo đi chữa bệnh xong rồi cái đi xăm dạo, cái để quên con mèo ở lại tiệm luôn. Con quyết định cưới là khi mà về nhà của ảnh á, xong rồi thấy ba đang ngồi cắm hoa cho má. Mà má mất từ hồi mà chồng con 3 tuổi rồi. Thế hả? Vậy hả? Ba thương quá vậy. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đến với câu chuyện tiếp theo của cặp vợ chồng số 2. Xin chào hai bạn đến với chương trình Vợ Chồng Son. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Con xin chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận và các khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. À, con tên là Thủy Tiên, 28 tuổi. Nhưng mà cô coi con 18 cũng được. Hãy xem con như 18 tuổi thôi đúng không? Dạ. Con nói 28 mà con cũng ngại nữa. Sao vậy? Con không tin con 28 rồi. À, trời, tin điều đó à? Chú không tin chú 39 tuổi luôn đó. Dạ. Tin luôn. Hiện con đang làm trong ngành phun xăm thẩm mỹ. Về đào tạo và dịch vụ. Rồi, mời. Con chào cô Hồng Vân và con chào chú Quốc Thuận. Con tên Nguyễn Đình Cường. Con năm nay 29 tuổi. Con là làm kinh doanh bán dụng cụ phun xăm đó chú. Ông em biết tại sao họ quen nhau luôn rồi. Ông bán dụng cụ phun xăm. Em biết. Một cô gái đến mua dụng cụ phun xăm. Đúng. Không. Không, để cho ta đoán, để cho ta đoán đi. Rồi hãy nói. Anh vậy không đúng rồi. Không đúng rồi, không đúng rồi. Không đúng rồi. Thôi vậy nó tự nói đi. Thôi các con nói đi. Cái cơ duyên nào mà các con gặp gỡ nhau? Tụi con quen nhau là chồng con tán con trên Facebook. Còn sau này khi mà quen nhau và gần cưới rồi thì mới bắt đầu kết hợp để làm trong công việc thôi. À. Chứ còn trước đó là tụi con làm hai ngành nghề khác nhau. À, trước đó là con làm nghề gì? Trước đó thì con cũng làm phun xăm, còn chồng con thì làm bên kỹ sư điện đó chú. Ừ. Xong rồi sau đó thì cái lúc mà quen nhau thì con có nói là nếu như mà về mà nuôi heo cho mẹ con á thì con mới quen, con mới cưới. Thế là ông cũng nghĩ việc ông về ông nuôi heo cho nhà con thiệt. Ờ, con nhà con ở đâu? Dạ, nhà con dưới Đồng Nai. À. Là nuôi heo 2 năm, xong rồi công việc của con nó có chiều hướng đi lên á, thì chồng con mới ngưng để hỗ trợ cho con. Lúc đó là con bao nhiêu tuổi? Lúc đó là nhiêu ta? 24 tuổi. Nhưng mà cái lần đầu tiên mà biết nhau trên Facebook á là con bao nhiêu tuổi? Nó con nhỏ lắm, như con mới 16, 17 tuổi. Lớp 12. Lớp hè nó mới 11. Ồ, là cách đây 12 năm á hả? Dạ đúng rồi. Là lúc đó học lớp 12 hả con? Dạ. 12 lúc đó là cỡ 17 tuổi hả? Dạ 17. Là ông này 18. Dạ. Đó. À là lúc đó tụi con quen nhau qua Facebook. Dạ. Rồi bao nhiêu lâu thì mới gặp mặt nhau ngoài đời? Vậy 1 năm. Trời vậy đó hả? 1 năm gặp nhau ở ngoài đời đó, người thiệt, làn da thiệt đó, thì lúc đó thì con thấy anh này với avatar thì như thế nào? Con thấy mập. Nói chung là hồi đó con không có ấn tượng gì nhiều á, tại vì con cũng không có xác định là quen để cưới. Mới mà xong rồi gặp nhau cũng chỉ để biết mặt thôi, vì tò mò muốn biết mặt thôi. Dạ đúng rồi. Con nghĩ là ông tò mò ông muốn biết mặt con nhiều hơn là con muốn biết mặt ông á. Rồi bây giờ Cường thì sao nè? Cường đó. Thì sao? Đợt đó là con cứ hay lướt Facebook á, hồi còn trẻ mà trẻ trâu, hay cứ lướt Facebook thấy gái đẹp, thấy gái đẹp là vô tiên liền đúng không? Dạ. Nhưng mà một năm sau gặp cô này ngoài đúng đời rồi, đó. Con gặp bạn ngoài đời thì con sao, rụng rời không? Con đâu, con gặp con đứng thì xa, con gặp con đứng thì xa. Tại con với bạn con, bạn thân con giờ... Nếu mà xấu quá bỏ chạy. Đúng rồi, đúng kiểu vậy á. Đứng thì ra cái vợ con đang uống nước trong quán, kêu ra đứng cái ngõ cái đi mất tiêu. Là con với bạn con đi mất tiêu. Dạ đúng rồi, kiểu thấy ngoại hình được mới gọi, mới tiếp tục tìm hiểu. Gọi ra một cái, chỉ cần nhìn qua một cái rồi nó đi luôn. Vậy là không ưng đúng không? Ưng. Ưng nhưng mà về nhà với nhắn tin ạ. Ưng rồi mới về. Sao ông không tới nói chuyện luôn? Lúc dạ. Đó là chưa chuẩn bị. Mà cỡ. Về mới lên kế hoạch. Chiến lược, rồi chiến sao thuật. Nè đó. Về nhà rồi sao? Nhắn tin tìm hiểu được. Nhắn tới tấp luôn đúng không? Nhưng mà lúc đó kiểu quen chơi thôi á chú. Còn con á, khi mà tự nhiên hẹn người ta ra, người ta đứng uống nước xong rồi tự nhiên bỏ đi về, có quê không? Dạ không. Dạ không. Ủa sao vậy? Tại vì con kiểu lúc đó con chưa có coi người đó là gì hết á. Kiểu như người ta muốn gặp để biết mặt nhau thì mình ra ra cho nhìn mặt cái thì thôi. Tại con cũng đang đi với bạn của con. Thì con kêu vậy thôi, đi vô với bạn nha. Cái ông đi. Nhưng mà về sau đó thì quen cũng không phải là vì yêu đâu chú. Kiểu lúc đó con nhận nuôi mèo á. Con cứ hay nhặt mèo về nuôi á. Rồi tụi nó ốm thì con rất là cần người để chở con đi chích ngừa, rồi chích thuốc, đồ này kia. Sao con mê mèo dữ vậy? Những cái con mèo, ví dụ người của mình có khả năng mình lao động, mình kiếm sống, mình lo cho mình. Chứ nó không có cái khả năng để nó lo cho nó.
Rồi con thương, con cứ nuôi vậy đó. Con chỉ mang mèo cơ nhỡ về thôi. À, lụm không? Mèo lụm không? Mèo. À, hiểu rồi. Con không có mang mua mèo đẹp. Hiểu rồi. Lợi dụng hắn. Tụi con không xác định lâu dài với nhau là trong bao nhiêu lâu? Dạ, 4 năm. 4 năm chỉ có bâng quơ chở mèo, ủa chở mèo đi khám bệnh thôi đúng không? Là giữ mối quan hệ là 4 năm. Dạ đúng rồi. Cái năm nào á là ảnh về nuôi heo cho gia đình con là sau là đó là năm thứ tư đó đó con. Sang năm thứ năm á. Sang năm thứ năm là đi về nuôi heo. Dạ. Mà lúc đó con nói chơi thôi, tại vì ông này có một thời gian là ông đi về Bắc, ông đang tán con nhưng mà ông tự nhiên có một thời gian cắt đứt liên lạc luôn. Thì lại ra là lúc đó là ông tán không phải một mình con, ông tán rất nhiều người khác, ông tán rất nhiều người khác. Đó, thì có một trong số đó là nói là có bầu gì á. Cái ông sợ, cái ông đi về quê, ông trốn chú. Dạ, lúc đó là cũng trai trẻ trâu mà, sợ mà. Cái ông cắt đứt liên lạc với con luôn. Đến khi lòi ra là anh bé nó không có bầu. Cái mới đi vô lại. Thì lúc đó con quay trở lại. Con mới nghĩ trong đầu là con không bao giờ mà quen người như vậy hết á. Kiểu không thấy người ta có trách nhiệm á. Nên là về sau ông tán dai quá thì con mới kêu là không mấy khi nào về nuôi heo cho mẹ em đi thì em mới quen. Ai dễ mua thiệt. Dạ. Nhưng mà con nuôi heo mà có được trả tiền lương không? Trời ơi, sao mà em chị hay quá vậy? Cô đang tính hỏi đó. Con có được trả lương không? Dạ có. Mà lương cao không? Hồi đó chắc cũng cao. Cao mới làm đó. Vậy là một công đôi chuyện ha. Vừa được trả lương mà lại vừa coi như là cướp được con gái của nhà cô chủ luôn. Ủa nhưng mà là con là ở trong cái nhà nuôi heo đúng không? Đúng không? Rồi. Vậy là thường xuyên gặp nhau. Dạ. Rồi có phát sinh tình cảm luôn chưa? Thì đó, khi mà về nuôi heo cho mẹ con thì con mới phát sinh tình cảm. Kiểu con thấy heo nè. Dạ đúng rồi. Ảnh cho heo ăn nè, rồi thấy ảnh coi như là bồng heo này nọ đồ. Là làm hết tất cả các công việc luôn á. Và mẹ con cũng rất là ưng nữa. Lúc đó tụi con chính thức yêu nhau. Dạ đúng và rồi. Và yêu mấy năm thì làm đám cưới? 2 năm. Trong khoảng thời gian mà anh ấy nuôi heo mà tụi con phát sinh tình cảm á, mẹ có biết cái điều đó không? Dạ biết chứ, tại vì trước khi mà anh về nuôi heo cho nhà con là con nói mẹ rồi. Lúc đó mẹ con nói con đăng lên Facebook tìm người làm thử thì con mới kêu thôi đừng kiếm nữa. Bạn con tới làm, cái mẹ con mới hỏi là bạn gì. Cái con kêu là người yêu con. Là lần đầu là ông tới là mẹ con ưng luôn rồi. Trong quá trình mà 4 năm mà chở đi chữa mèo á thì tụi con có cái kỷ niệm nào dễ thương đáng nhớ không? 4 năm đó thì chắc không đâu. Trong 2 năm mà nuôi heo thì có kỷ niệm nào mà đáng nhớ không? Rất nhiều luôn á cô. Ví dụ một cái kỷ niệm nào đáng yêu nhất? 2 năm đó thì là cái khoảng thời gian mà con đi học nghề. Là chỉ có mình ảnh ở nhà làm cho mẹ thôi và nuôi mười mấy con mèo cho con nữa. Là chăm lo hết cho tụi nó luôn. Vừa nuôi mèo vừa nuôi heo luôn. Dạ đúng rồi. Nhưng mà nuôi mèo cho con có được trả lương không? Dạ không. Ông bị xoang nữa cho nên là cái việc nuôi mèo đó nó cũng ảnh hưởng sức khỏe nhiều quá chú. Sau 2 năm đó là đi mổ xoang luôn á. Trời ơi, tức là sau khi 2 năm thì cái nghề xăm của con phát triển. Lúc này con có tiệm chưa hay là sao? Dạ chưa, lúc đó con vẫn còn đang đi làm dạo. Ủa? Đi làm dạo mà biết là phát triển. Không. Đi xăm dạo á? Bé này đáng yêu quá. Không đáng yêu là nó đi xăm dạo mà nó phán đoán được là cái ngành của nó phát triển hơn là nuôi heo cho má. Thật ra là nghe đi làm dạo nó hơi ấy nhưng mà lúc đó con đi làm dạo giá 8 triệu rồi. Đó thì bắt đầu em cái từ xăm dạo thì mình nghe cái từ nó vui thôi. Chứ dạ. Làm dạo nó kiếm tiền mà, kiếm tiền đàng hoàng mà. Tại vì lúc đó là quê con ở dưới Đồng Nai thì con lên đây là con chưa có cơ sở. Nên là con đi làm tận nhà của người ta á. Có khi nào mà vừa chở mèo mà vừa chở bạn gái đi xăm dạo không? Dạ có. Có. Chở mèo đi chữa bệnh xong rồi cái đi xăm dạo cái để quên con mèo ở lại tiệm luôn. Dễ thương á. Vậy là mình không nói đi xăm dạo mà mình nói là xăm tại gia. Có nghĩa là nghe nó sang hơn. Dạ. Nhận xăm tại gia khắp vùng miền đất nước. Đúng luôn, con đi tới đây luôn. Con đi tới Long Xuyên, An Giang luôn á. Hai vợ chồng đi xe máy. Dạ. Con đi xuống tới đó. Ý rồi cái khoảng thời gian đó thì ai chăm mèo cho con? Tụi con cứ đi đi về về mà chủ đâu có ở cố định đâu. Cứ ở đâu có khách là tụi con đi thôi. Ủa có khi nào mà xăm ra tới miền Trung với miền Bắc không? Dạ có đang ra Hà Nội luôn. Tới bây giờ các con vẫn xăm tại gia nếu như có khách yêu cầu đúng không? Dạ không, tại vì bây giờ con có bé rồi á. Với lại có tiệm rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Là ai thích thì đến tiệm thôi. Không, con vẫn thích đi làm dạo nha. Làm dạo vui mà đúng không? Dạ đúng rồi, rất là vui luôn á. Có khi nào mà con đi xăm mà ở xa quá cái tiền xăng nó lấn qua luôn tiền? Dạ có chứ, thời gian đầu là nó luôn như vậy luôn á chú. Thời gian đầu khi con mới ra nghề là con đi làm có 500 ngàn một cái môi thôi. Là tiền xăng rồi tiền ăn uống là nó trừ hết luôn á. Dạ đúng rồi. Do đam mê. Dạ. Cái thứ hai nữa là cái tay nghề, nâng cao tay nghề đúng không? Dạ hồi đó con chỉ muốn được làm thôi. Khi con ra tiệm rồi thì phải nói rằng là cảm ơn những cái thời gian mà chúng ta đi xăm dạo. Dạ đúng luôn, cho nên là tất cả những khách hàng của con thời điểm mà con làm trước đó cho đến bây giờ chỉ cần người ta nói với con là đổi màu thì con vẫn làm. Dù giá môi của con bây giờ lên 25 triệu thì con vẫn không lấy tiền.
Vậy hả? Dạ, tại vì không có họ thì không có con bây giờ. À, có nghĩa là con vẫn bảo hành cái môi đó cho tới bây giờ luôn. Dạ, không hẳn gọi là bảo hành nữa. Một phần nữa là con thích giữ gìn cái tác phẩm của con và cái chị đó cũng thích con nữa. Có khi nào mà xăm nhiều show, xăm chạy show mà mất thời gian mà mất ngủ luôn không? Dạ có, lúc nào cũng mà, phải. Ví dụ như mất ngủ thì mình sẽ không có tập trung được. Rồi xăm rồi nhiều khi nó xăm lệch lạc. Có bao giờ bị xăm hư không? Dạ có chứ, hồi xưa hồi lúc mới ra nghề hư không chú. Bị xăm màu của ai đó. Trời, hư nên là sao? Chỉ cần cái người đó nói là môi chị bị xăm màu là tới làm lại. Không lấy đó, tiền nên đâu. Nên là con mới biết ơn những người đó. Tại vì thời gian đó con làm không có đẹp. Có những người con phải làm, con vừa làm con vừa sửa tới 4 lần cơ. Nhưng mà người ta vẫn cho con cơ hội để con được làm. Xăm đau? Dạ đau chứ, hồi đầu mới học ra cái kỹ thuật của mình nó chưa tốt á, là người ta rất là đau luôn á. Mà phải sửa 3-4 lần luôn. Con thử được chồng biết hả? Bắt sửa. Chồng làm vật thí nghiệm hả hay dạ, sao? Dạ. Cái chân xăm mày môi ông... luôn, hay là xăm chân mày? Xăm môi ạ. Cái chân mày ổng lợt quá, bữa nào đẹp ra xăm chân mày ổng đi. Sợ. Như vậy là tụi con bắt đầu yêu nhau từ cái lúc mà bạn này về nuôi heo. Nuôi heo. Rồi đi chợ đi xăm dạo. Dạ. Sau đó là mấy năm thì làm đám cưới. Đi xăm dạo chắc khoảng 1 năm, nhưng mà lúc đó con cũng chưa tính chuyện cưới đâu. Con nói thẳng là con chỉ muốn quen thôi, con không muốn cưới, tại vì xung quanh con những cái cuộc hôn nhân của bạn bè của người thân thì nó không có được hạnh phúc. Vì con sợ là cưới xong thì cái tình cảm nó sẽ khác đi á. Vậy thì cái lần đầu tiên mà tỏ tình á là tỏ tình trên cái đường đi chở bạn gái đi xăm dạo hay là cầu hôn ở nhà? Trên đường á chú. Trên đường luôn. Trên đường chở bạn gái đi xăm dạo. Dạ. Nó mưa tầm tã luôn. Cầu hôn luôn. Dạ con nói đại thôi, mình cưới. Nói sao? Mặt là đang đi trên đường hay sao? Mình cưới nhau thôi. Ông chị kêu chứ cưới không có lãng mạn không có. Dạ không có gì hết, ông này không lãng mạn gì đâu. Anh không biết lãng mạn. Rồi đồng ý luôn hả? Dạ đúng rồi, đồng ý vội chứ. Con quyết định cưới là khi mà về nhà của ảnh á, xong rồi thấy ba đang ngồi cắm hoa cho má, mà má mất từ hồi mà chồng con 3 tuổi rồi. Vậy hả? Ba thương quá vậy? Dạ. Bây giờ là bao nhiêu tuổi rồi? Ba con giờ 62 ạ. Mà bây giờ ông đang ở đâu? Đang dưới Đồng Nai. Ông ở dưới Đồng Nai ở với tụi con luôn hả? Dạ không, ba ở với anh lớn. Con nhìn thấy hình ảnh đó thì con nghĩ rằng là chắc chắn Cường sẽ giống ba. Dạ, từ ba nè, anh là chị là họ hàng xung quanh. Nói chung khi mà con tìm chồng á thì con không chỉ tìm chồng cho con mà tìm con trai cho ba mẹ con. Tìm bố cho con của con nữa, cho lũ mèo nữa. Nên là con quan sát rất là nhiều khía cạnh. Và cái cuối cùng để con quyết định con cưới là khi mà thấy ba 60 mấy tuổi rồi mà ba vẫn lo mộ của mẹ. Con mua hoa về tự cắm nha cô, chứ không phải là mua bình sẵn đâu. Mẹ không phải một bình nha, rất nhiều bình. Tụi con cưới nhau được mấy năm rồi ta? 4 năm. 4 năm, mấy bé? Con có một bé trai. Trời ơi, như vậy là 10 mấy năm. 4 năm là chở mèo đi chích. Đúng không? Nuôi heo. 2 năm là nuôi heo. Là 6 năm. Bây giờ cưới nhau được 4 năm rồi. Dạ, là khoảng 10 năm. 10 năm. 10 năm đó em. Trời ơi, kinh hoàng. Khi mà các con cưới, làm đám cưới xong á, cuộc sống nó có thay đổi không? Nó thay đổi theo hướng hạnh phúc hơn, vui hơn. Và con cảm thấy hối hận vì con không lấy chồng sớm hơn. Hối hận vì con không lấy chồng sớm hơn. Cưới xong là ra tiệm chưa? Hay là học nâng cao tay nghề? Hình như là con lấy tiền cưới con đi vay, con phải vay thêm nữa thì con mới đủ tiền đi học cái khóa đó. Xong rồi đến khi mà tụi con có cái lượng khách nó ở trên Sài Gòn nó ổn định rồi và cái việc đào tạo của con cũng được nhiều người biết đến rồi thì con mới mở chi nhánh ở trên đây. Là con chuyển lên đây hẳn. Bây giờ như vậy là kinh tế là ổn định rồi đúng không con? Thì bạn này là bán đồ để phun xăm rồi. Là mở ra một cái công việc, một cái ngành nữa là bán phun xăm là tụi con. Tụi con cái đầu tụi con hơi ghê đó nha, rất là đầu tư đó. Bây giờ lấy nhau là... qua cái phần kia đi, phần kia đi. Những cái tật xấu của nhau nè, ai khui trước đây? Chắc để con nói trước. Chồng con thì không có tật xấu gì hết luôn á, không có một cái tật xấu gì hết. Họ không? Dạ thầy. Có gọn gàng không? Gọn gàng cực kỳ luôn. Chồng con là dọn dẹp trong nhà hết luôn. Có thích game luôn. Không? Dạ không luôn. Không thích game luôn. Không thương có bị rửa cực luôn. Kỳ luôn đúng không? Dạ. Chồng con từ hồi con sanh bé đến giờ con chưa bao giờ phải đi rửa ráy tắm rửa cho con luôn. Rồi vậy là có nhiêu tật xấu dồn vô vợ hết rồi. Rồi có hà bây giờ nè, có hà tiện không? Có hà tiện không? Chồng con là con muốn gì cũng được, chỉ cần con vui thôi là được. Nhưng mà ảnh có hà tiện đối với ảnh không? Dạ có. Đó. Tại vì có những người ngộ lắm, không có tiếc gì vợ con hết, nhưng mà với mình á thì là mua cái diện phải suy nghĩ đắn đo. Dạ, đó là chồng con. Ông không có hà tiện với con, với người xung quanh, với gia đình. Chỉ có mỗi mình bản thân là hà tiện thôi. Hà tiện với bản thân thôi. Không, nhưng mà cái đó tốt cho con mà. Con rất là may mắn đó nghe. Số 1. Con được nhiều người biết đến là nhờ ông ấy. Là từ cái lúc mà con ăn bầu rồi con đi săn là ông khóc sướt mướt luôn.
Ủa sao vậy? Bị xúc động. Biết tin con có bầu với là khóc từ bệnh viện về nhà luôn. Chưa xong vô thuốc kích đẻ thôi là ông đã khóc rồi. Kiểu y tá cũng bối rối không biết sao nó khóc. Con được chứng kiến vợ con sinh á. Trời, con còn sợ lắm. Thương lắm luôn. Thương lắm luôn ạ. Thường người ta nói á, chồng mà thương vợ quá đó thì trong cái thời gian vợ mang bầu á là đôi khi cái người chồng gánh luôn cái chuyện gọi là ngén á. Dạ đúng rồi, chồng con ngén 9 tháng 10 ngày. Mà nói liên tục. Ngày nào cũng ói hết. Ói rất nhiều luôn. Là có đó chị Mộ. Nó ói 9 tháng 10 ngày. Nhưng mà lúc đó con có biết là vì là con ngén dùm vợ con, hay là con sợ là con bị một cái bệnh nan y gì đó. Con cũng đi khám, người đợt là bác sĩ khám bầu cho vợ con á, bác sĩ kêu chắc ngén thay vợ rồi. Là ăn vô lỗi hả? Nó ói 9 tháng 10 ngày chị hỏi. Cái đó mà nếu mà mình không biết là mình ngán giùm là mình sẽ sợ mình bị cái bệnh năng y gì đó. Đúng. Con một ngày con ói mấy bận? Ói gì 4-5 lần à. Cứ ăn vào. Ăn vào là ói đúng không? Con kể cái khoảnh khắc mà vợ con sanh mà con chứng kiến đi. Lúc đó con thấy làm sao? Trời, con nước mắt chảy quá trời, kêu cảm ơn em. Con cứ vậy đó hả? Rồi lúc con bồng cái đứa con của con lần đầu tiên thì sao? Con rung. Con có khóc không? Đó. Con đó, chắc chắn rồi. Chắc chắn rồi. Bây giờ phải hỏi tới chồng. Chồng nói cái tật xấu của vợ cho cô nghe coi. Vợ con thì kiểu là lo làm quá. Ngày nào cũng tới 4-5 giờ sáng ngủ. Dữ vậy? Dạ. Có nghĩa là theo làm... con đó là cái tật xấu tham công tiếc việc quá đúng không? Ủa nhưng mà làm cái công việc phun xăm mà sao con lại thức tới 4-5 giờ sáng? Con làm gì? Tại vì con đào tạo nữa mà học viên ở nước ngoài nó trái múi giờ. Cả online cả trực tiếp luôn. Đâu, học viên thì tối là con phải chấm bài nữa. Rồi sao nữa? Dạ, với vợ con là kiểu là hay mua sắm thả ga. À, sắm online phải không? Bệnh mà bệnh kinh niên của tất cả các bà vợ. Mua sắm online đó phải không? Mà có khi nào mà mua xong rồi về nhiều khi để đó thôi mà cũng không sạch. Dạ khó nhiều. Như kiểu mấy bé nhân viên còn dưới kìa, nó nhận hàng là nó hết hồn, là ngày nào cũng 5-6 đơn rồi có khi 7-8 đơn à. Ghiền rồi. Bà ghiền đúng rồi. Mua vậy thôi. Không phải đâu, con là một người kiểu làm được thì phải hưởng thụ được. Chứ mình làm mà mình để dành cho ai? Không. Nhiều khi con biết không, nhiều khi nó bị phí là do là con mua rồi mà con quên con mua nữa. Có không? Con dạ có. Chắn luôn. Là mua lộn. Thôi nhưng mà đó là cái tật xấu đó. Nhưng mà con xài tiền chồng con, chứ tiền con thì con để dành. Đó, thấy chưa, thấy ghê không? Vậy là tật xấu rồi đó. Rồi sao còn cái gì nữa không? Hơi nóng tính rồi. Dạ, vậy hết rồi. Hết rồi. Dạ. Thế con mong muốn vợ con thay đổi gì? Chăm lo tới sức khỏe nhiều hơn. Lo sức khỏe cho bản thân mình nhiều. Thương đó. Nhiều khi tham công tiếc việc quá đó con, cũng mệt lắm đó. Tại năm nay con còn nhỏ mà. Ông chồng hoàn hảo này nè, là ông không có tật xấu. Nhưng mà nếu như để cho con á có một điều mong muốn ở chồng á, thì con cần nói với chồng cái điều gì? Con cũng chỉ mong chồng con để ý sức khỏe thôi. Tại vì ông nói con vậy chứ ông cũng ngồi làm hàng đến 2-3 giờ. Thế hai đứa này giống như là trời sinh ra để dành cho nhau em ơi. Còn gì để nói nữa. Chương trình chỉ mong muốn là tụi con cứ hạnh phúc mãi như thế. Tụi con hoàn hảo mãi như thế nghe chưa? Dạ. Chúc mừng hai bạn đã tìm được một nửa của nhau là hoàn hảo đó. Và rất hợp nhau. Xin chúc mừng. Con cảm ơn. Ô sao bạn này đẹp quá vậy? Xong quay qua nói với nhỏ bạn kế bên. Ê mày, cái thằng này đẹp trai quá. Thằng này mà cua tao là tao chịu liền đúng mày. Nhưng mà tính lăng nhăng này chia nọ vậy là ăn vô máu thì sao? Không được. Xong rồi em bỏ. Rồi nghỉ chơi nhau bao lâu thì quen lại? Dạ khoảng tuần. Một tuần. Sạch lòng quá. Hôm nay sao mặc đồ tin quá vậy ta? Thì đó. Trời ơi, quay qua hết hồn, tưởng ngồi kế Đông Nhi không à? Hả? Nhìn trẻ quá chị ơi, em nói thiệt luôn á, chị quá trẻ luôn. Không biết lý do gì sao mà chị trẻ mãi vậy hả? Bắt kịp trend á. Mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với một cặp vợ chồng đầu tiên đến với chương trình Vợ Chồng Son. Trời ơi, ra một y chang luôn nè. Dạ, xin chào Quốc Thuận và chị Hồng Vân và chào thưa khán giả. Em tên là Bùi Quốc Thắng, năm nay em 25 tuổi. Hiện em đang làm IT và marketing. Em sinh ra Bình Dương và đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận và xin chào toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thanh Thanh, năm nay em 25 tuổi. Hiện tại em đang làm trợ lý và em đến từ Long An và đang sinh sống làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Rồi gặp nhau ở Sài Gòn rồi yêu nhau. Cưới nhau đúng không? Tụi em học chung năm cấp 3 à. Học chung ở đâu? Dạ ở thành phố ạ. Dạ, lúc cấp 3 là tụi em học hai lớp là học gần nhau. Thì bạn này là bạn thân của bạn trai cũ của em. Còn em là chuyên gia đi cua bạn gái cho bạn này. Cái thời lúc 10 là em đã thích bạn này chưa? Lúc đó chồng em rất là đẹp trai, trắng,
và nhìn giống như là mấy cái bạn sói ca của Hàn Quốc vậy á. Thì lúc đó em đang ngồi học vậy, em ngước lên bạn từ trên bảng bạn đi xuống, sau em nhìn lên, ô sao bạn này đẹp quá vậy, xong quay qua nói với nhỏ bạn kế bên, ê mày cái thằng này đẹp trai quá, thằng này mà cua tao là tao chịu liền đúng mày. Chồng em không lợi cua em nên qua ngày em xem quên. Thắng lúc đó là đã có bạn gái nào trong trường chưa? Dạ hiện tại lúc đó em chưa có bạn gái, lúc đó em đang để ý một bạn dưới quê. Nhưng mà lần đầu gặp vợ em thì em chỉ để ý là sao mà con nhỏ này nó ốm mà tóc ngắn như con trai á. Dạ, mà đầu này còn hói nữa. Trời nhìn lúc đó thì cũng hơi ngạc nhiên. Xong rồi có mấy bạn ở trong khói rất là thích bạn này, tại vì bạn này rất là đẹp. Sao em còn nói trời mấy đứa này bị điên thẳng sàm chết. Nhưng mà cuối cùng thì vẫn cua được cho bạn này với bạn đó. Là bạn Thắng này với bạn bạn em là quen nhau. Dạ. Mà là do em đốc thúc đúng không? Dạ. Là do em làm bà Mai. Cho bạn mình. Bao lâu thì các em mới bắt đầu coi như có ấn tượng lại và quen nhau? Mà đầu năm 3 đại học thì bạn trai cũ của em là bạn thân của bạn này thì bạn đó về nước. Thì mới hẹn trong nhóm là 4 người đi chơi với nhau. Lúc đó bạn trai cũ về lâu rồi mình mới gặp lại, mình cũng trang điểm này kia nọ rồi mặc đồ đẹp lắm. Xong bạn này mới vừa tới đón em, cái bạn trai cũ điện nói là bây giờ không có xe đi nên không đi được. Xong cái bạn nữ kia mới điện, ê tụi bay đi chưa vậy, tụi bay khỏi lên đi nha, ở đây mưa to lắm. Rồi xong bây giờ chỉ còn hai đứa nên là hai đứa bắt đầu đi chơi với nhau. Sau đó thì một tuần sau thì tụi em có chuyến là đi Vũng Tàu. Sau chuyến đi Vũng Tàu về thì bạn này bắt đầu là để ý em. Lý do gì mà sau cái chuyến đi Vũng Tàu đó em để ý vợ em? Tại lúc đó vợ em cũng trang điểm vậy với diện đồ á, nhìn cũng xinh lên. Lúc đó em đang có một vấn đề, vợ em cũng động viên em rồi khuyên nhủ này kia, cảm động trước cái đó. Nên em mới bắt đầu tán tỉnh. Nhưng mà lúc này á, là bạn Thắng này á, vẫn còn cái nét sói ca như cái thời mà cấp 3 em gặp. Dạ lúc đó là bạn nó bị xuống cấp rồi anh. Xong rồi đi rước em á, còn mặc quần què đi rước em nữa là cái quần jean á. Xong rồi cắt thì người ta dắt sổ người ta lên like đi, còn không có để cho mấy cái sợi tưa vậy á. Xong rồi đi đón em không dám lên xe luôn. Sao? Là đợt đó em bị té xe. Rồi quần á coi như chú em cắt mà cắt không hết. Như em thấy quần đó vợ em mua cho em mà đợt đó té xe em có giờ quần đó. Mà em không bị chạy chân. Mỗi lần mà đi mua đồ á là phải gây lộn. Thôi anh không cần đâu, anh không cần đâu. Xong phải gây lộn. Mà nói giờ mua không? Không mua hả? Tối nay treo giò luôn, khỏi cho làm gì hết. La làng dậy sớm lên cái kiểu là chồng mới chịu là quẹo vô mua mà cái mặt thì ục thế này nè. Rồi sau cái đợt mà đi Vũng Tàu đó, rồi đến lúc mà các em quen nhau á là bao lâu? Dạ chắc tầm khoảng 3 tháng. Dạ. Rồi, yêu nhau mấy năm? Yêu các em có màu hồng không? Dạ cũng có biến cố một xíu là quen nhau được 1 tháng thì tụi em chia tay. Ngày xưa em quen bạn gái cũ thì em có nhắn tin với một bạn nữa, đó cũng người yêu cũ của em luôn, nhắn tin xưng hô cái chuyện ngày xưa vợ chồng mình đó. Dạ, lúc đó cái vợ em mới đọc nhắn cũ em thì thấy thì mới kêu em là Giang Sơn dễ lỗi bản tính khó dời, rồi xong cái đùng nổi giận là chia tay luôn. Lúc đó em cứ việc lựa đồ tiền bạc cứ để anh lo, xong rồi quan tâm rồi thả thính các kiểu. Xong em nói trời ơi, ủa Thắng sao lúc này mày đang quen với con kia mà mày đi nhắn con này vậy Thắng. Xong cái chồng em nói thì chuyện qua lâu rồi, nhưng mà anh giờ anh đâu có vậy không, nhưng mà tính lăng nhăng này kia nọ vậy là ăn vô máu thì sao không được. Xong rồi em bỏ. Rồi nghỉ chơi nhau bao lâu thì quen lại? Dạ khoảng một tuần. Trời ơi, quá. Trời ơi, để cái thay đổi bản chất có 1 tuần lễ là chấp nhận liền. Tại vì em làm cái nào để mà có thể là hàn gắn lại được? Dạ, lúc đó phụ huynh ra tay. Hề thốt, trà lết, quết sảm dữ lắm nè, đúng không? Dạ, cũng đúng á. Mấy bạn em nói em, ừ thôi sao mày xàm quá. Ngày xưa lúc nó còn đi học thì nó vậy thôi. Rồi xong là hai đứa quen nhau khóc và bạn này cũng hứa hẹn các kiểu. Thì bắt đầu là em nói thôi bây giờ cho cơ hội quen lại. Thì tụi em quen nhau cho tới bây giờ. Rồi bao lâu đám cưới? Dạ, đúng 2 năm là đám cưới. Mà lý do gì đám cưới? Em có cái tật là rất là hay bị bệnh, hay bị nhức đầu xong rồi chóng mặt ói. Thì đợt đó là em nằm bệnh viện thì bạn này là nuôi em. Cái bữa thứ ba cái là mẹ em vừa đem cơm vô thì y tá lại nói bệnh nhân Nguyễn Thanh Thanh, người nhà đi mua que thử thai. Mẹ em sợ lắm. Xong là người ta mới giải thích với mẹ
vô bệnh viện á, thì cái lứa tuổi mà giống như là có thể mang thai được thì tất cả mọi người đều phải, thử hết. Tại vì sợ là có thai nhưng mà không biết hoặc là giấu á, thì ảnh hưởng. Mẹ em sợ mặt, mẹ em xanh lét luôn. Tại vì lúc đó là quen nhau là hai người đã dọn về ở mà gần nhà trọ nhau rồi, chỉ cách nhau cái dách thôi. Mẹ em mới cái đi coi thầy. Thầy nói là tháng mấy nữa này có ngày đám cưới, còn không thì 2-3 năm nữa. Xong bạn này điện về cho ba chồng em. Xong rồi ba chồng em mới điện cho mẹ ruột. Thì hai ba mẹ nói chuyện qua lại với nhau trong vòng 1 tiếng 18 phút là chốt deal luôn, tụi em làm đám cưới. Deal luôn. Chốt luôn. Lúc mà em ký vô tờ đăng ký kết hôn mà em ký xong nó, ủa vậy là có chồng rồi hả? Lúc đó em chưa kịp chuẩn bị tâm lý gì luôn. Nhưng mà lúc đó hai bạn là vẫn giữ gìn cho nhau, là chưa có vượt rào, chưa có gì phải không? Tụi em là đám cưới xong là khoảng 1 tuần sau mới động phòng. À, tức là trước đó là có nghĩa là trước đó là vẫn giữ gìn cho nhau đúng không? Dạ. Là một... Ủa lý do gì? Ghê quá, lý do gì? Lộ bản thôi chất. Để tôi nói luôn cái hai này. Hai chị em mình lộ bản chất hết trơn rồi. Để tôi lộ cho. Để mà chị tôi tinh khôi. Rồi, vậy đi. Lý do gì sao mà cuối mới 1 tuần sau mới động phòng? Do là gấp quá thì nhà chuẩn bị rất là chu đáo, nhưng mà quên cái là cái cửa phòng tụi em á là có cái lỗ. Rồi cái lỗ nhưng mà vẫn có rèm. Rồi nhà em thì rất là có nhiều bé nhỏ qua chơi lắm. Thì tụi em đang ngủ trưa vậy, em trai kêu anh hai ơi. Xong rồi anh vợ chồng em chưa kịp dậy là tự tọt tay vô mở cái lỗ vô luôn. Nên là tụi em gì được? Không dám. Xong rồi nói là thôi để đi tuần trăng mật. Thì sáng ngày hôm sau đi thì tối nay bạn này sốt. Rồi xong khỏi làm ăn gì. Xong rồi lên trên lại thành phố, lên lại trên đây. Thì mẹ với lại mấy em ruột của em bên nhà em lên đi chơi đầm sen nên là mọi người xong hết rồi thì mới về, thì mới động phòng. Rồi bây giờ tụi em là lấy nhau bao lâu rồi? Giờ tụi em lấy nhau được 2 năm. 2 năm mà có em bé chưa? Dạ đang mong mà chưa có. Tụi em lên chương trình để nhờ chị Hồng Vân và anh Quốc Thận chúc cho tụi em có em bé. Vậy đó hả? Dạ. Rồi sao mà nôn con như vậy? Tại vì mới 25 tuổi mà đâu có cái gì đâu gấp như vậy. Dạ tụi em nôn lắm. Nói chung bạn bè em cũng lấy sớm lắm. Thì hiện giờ là bạn bè em hầu như là có con hết rồi. Con cũng được gần 1 tuổi rồi. Còn hai vợ chồng em từ cưới bây giờ chưa có. Với hai ông bà nữa cũng mong cháu. Mục đích của em lấy chồng sớm là không phải tại vì em mê bạn này quá, mà tại vì em muốn là mốt em đi họp phụ huynh hoặc là em ngồi xui á, em lên hai vợ chồng đẹp. Trời đất ơi, có con sớm là làm xui còn đẹp. Trời ơi, em nói anh Thắng xàm, chứ thật ra nãy giờ anh nghe anh thấy được những câu nói mà những ý nghĩ của em cực kỳ xàm đế. Trời ơi. Chồng em nói em là đang nằm ngủ bật dậy. Em ơi thôi giờ mình bán nhà đi. Nói ủa làm sao vậy anh? Mình giờ mình bán nhà đi thủ tinh đi chứ giờ chờ lâu quá rồi, bây giờ mê quá rồi. Thấy con người ta thấy thương quá, xong rồi tối ngày. Tối ngày nhìn mấy đứa nít rồi nhìn mấy đứa cháu mê lắm. Mấy ông đừng áp lực, đừng có gì quá nặng nề. Đúng rồi, đúng rồi. Cứ tận hưởng, bây giờ có thời gian đi chơi. Có thời gian thì tận hưởng đi chơi, cứ bên nhau. Đừng áp lực nó tự động xuất hiện. Mà rồi lấy nhau rồi có tật xấu gì lòi ra không trong 2 năm? Đó. Dạ xấu đều luôn, hai vợ chồng xấu đều luôn hả? Dạ đúng rồi. Dạ xàm đều là tụi chị biết rồi đó, xàm đều là biết rồi đó. Ờ Thắng ơi Thắng. Dạ. Bà xã em có cái tật xấu gì không? Bà xã em phải kể đến tật xấu đầu tiên là hay nhổ tóc. Cứ lâu lâu là cứ bứt. Trời ơi. Một buổi tối mà em nghĩ là bứt cũng hơn mấy chục cọng luôn á. Là em tự nhổ của em hả? Dạ nó là thói quen của em. Bỏ ngay cái thói quen đó. Để đến một ngày nào đó mà mấy người mà lớn chút xíu là mấy người thấy cảnh đó. Đơn giản đâu. Xin nhiều lắm đi. Nhỏ. Trời ơi. Dạ. Thôi còn đi nè. Dạ với lại ngủ nướng em. Tầm 7 giờ em kêu vợ ơi dậy cho mình đi làm. Thôi anh ơi cho em 5 phút nữa đi. Cái 5 phút tiếp theo em kêu thôi dậy đi em. Ủa anh không thích để em ngủ hả? Em làm việc mệt mỏi này kia đó. Ủa tê cần dậy làm vậy luôn. Xong em dậy nói trời ơi sao nãy giờ anh không kêu em dậy, anh để ngày nào cũng đi làm trễ rồi bị trừ lương này kia nọ. Xong rồi cứ ngày nào cũng như ngày nấy. Thích ngủ nướng. Dạ. Yeah. Với lại hay nổi nóng anh. Mỗi khi đói nè hoặc là đang làm một công việc gì đó mà nó chưa hoàn thành á, đè em ra là cằn nhằn này kia rồi sao. Đổ lên hết. Đúng rồi. Và em lại được hay quên nữa anh. Tầm nửa tiếng, tiếng sau cái quên. Rồi sau đó tự nhiên nhớ lại kêu ủa tao mày đang giận nhau mà sao tự nhiên tao hoảng mày chi. Còn gì nữa không? Dạ hết rồi anh. Rồi bây giờ chuyển nhượng qua tới bên này. Rất là hay hẹn.
ngày nào cũng anh ơi làm giùm em này, ở ngày mai nha em, sau ngày mai anh ơi làm này, ngày mai nữa nha em. Nói chung là ngày mai hoài, tới lúc mà em phải giận lên thì chồng em mới chịu làm. Còn tật xấu gì nữa không? Chồng em mê game lắm. Lúc mà chồng em sinh viên là ngồi chơi game cầm cái nhíp nhổ râu vậy nè, lúc nào cũng vậy, hình tượng đó là hình tượng quen thuộc luôn. Hai vợ chồng thường xuyên kêu mày tao lắm hả? Đúng không? Dạ, dạ tại rồi. Vì tụi em là bạn với nhau hồi xưa giờ nên là nó quen rồi. Nên là thường kêu mày tao. Ví dụ như lúc mà yêu thương nhau thì anh ơi, xong chồng em là em yêu, xong tới lúc giận nhau là mày nha, mày sao? Rồi giờ mày muốn gì? Là hai vợ chồng em cứ vậy xong rồi thôi. Rồi mỗi tối, mỗi lần mà cái lúc đó đó là có kêu sao? Thắng người thắng. Chồng em kêu là Thanh ơi Thanh. Vậy thôi xong là tự hiểu với nhau thôi. Tức là hai vợ chồng này có nhiều cung bậc cảm xúc. Lúc cái vụ đó thì kêu tên. Lúc mà giận á thì mày tao, mà lúc bình thường á thì là anh em. Hay chứ bộ. Rồi bây giờ mong muốn Thắng thay đổi điều gì? Chồng em thì em thấy là rất là tuyệt vời rồi. Bây giờ em chỉ muốn anh là sửa sạn cho mình hơn xíu, chứ để mọi người nhìn vô nói là vợ mày không sửa sạn cho mày gì hết. Và có nhiều mối quan hệ bên ngoài hơn. Tại vì từ lúc mà quen em cho tới bây giờ đó là hầu như là ông xã em là chỉ biết có em thôi. Hai vợ chồng lúc nào cũng đi chung, đi làm cũng làm chung. Thế còn Thắng thì sao? Thắng muốn Thanh thay đổi điều gì? Em muốn vợ em là bớt nhổ tóc lại, với lại là bớt nóng tính. Chứ mỗi lần mà đói rồi cái gì là cứ đổ hết lỗi cho chồng mà không có đúng. Dễ thương. Cưới như vậy nghe. Nhưng mà khi mà có con rồi là hạn chế, đừng bao giờ xưng mày tao trước mặt con đó. Hai đứa vừa nói cái chuyện mong muốn thay đổi đó, thì là cái vụ nhổ tóc là tuyệt đối đi, bỏ đi. Hiểu không? Còn em á, open ra một chút. Để nhiều khi nó cũng có gọi là hỗ trợ cho cái việc mà con cái luôn đó. Thiệt đó. Đó. Và sau đây chúng tôi xin nhường lời lại cho bà mụ, à quên, ông mụ. Thuận. Thật ra là nó phải trước tiên như nãy anh nói đó, là phải thoải mái. Thoải mái, tận hưởng. Tận hưởng cái thời gian, cái không gian riêng của hai đứa. Nha. Xin chúc cho hai em công việc luôn luôn thuận lợi, luôn luôn vui vẻ nha. Và hiểu nhau trong tất cả mọi công việc, trong tất cả mọi hoàn cảnh. Và đặc biệt là đầu năm sau bác sĩ báo tin vui. Cuối năm sau sẽ chào đón một thiên thần tuyệt vời đến gia đình. Ôi, trọn năm luôn á. Cảm ơn hai đứa. Bây giờ vẫn đen, mặc dù là sản xuất mỹ phẩm nhưng mà đại lý của em mỗi lần gặp là bảo là sếp nhà mình là phải nói là cực kỳ đen luôn. Sản xuất mỹ phẩm mà da đen quá. Dạ, tính ra là ngày nào cũng ăn ké luôn. Từ đợt đó là cả tháng trời. Mẹ em thì thấy anh này ngay từ đầu là cũng ưng, tại vì thấy là hiền. Gặp đối tác thì vẫn phải nhậu. Em cũng chia sẻ luôn là mỗi lần nhậu về là phải quỳ 30 phút. Tại vì ngày xưa đã hứa thì cứ thứ hết mà làm thôi. Dạ. Bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng dành một tràng pháo tay tiếp nữa để cùng chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Trời ơi, xinh quá. Anh đoán nghe chắc là cặp vợ chồng này đến từ xứ sở của hoa, đúng không? Nhìn bông là đoán là có thể là đến từ Đà Lạt. Vợ chồng em đến từ Đà Lạt đúng không? Dạ vâng, em xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận ạ. Em là Bùi Thị Tâm, năm nay 28 tuổi, em đến từ Khánh Hòa. Người ta mặc áo bông đâu có nhất thiết ta phải tới từ Đà Lạt, đúng không? Thì mình ở Khánh Hòa mình cũng xài bông được, đúng không em? Đó. Nhưng mà xứ sở hoa là ở Đà Lạt, không sao cả, Khánh Hòa với Lâm Đồng nó cũng gần nhau. Rồi, đúng rồi em. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận, xin chào khán giả. Em là Hồ Phúc Hải, em cũng đến từ Khánh Hòa. Năm nay em nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay em 32 tuổi. Bây giờ tụi em đang làm công việc gì? Dạ, hiện tại là em đang là giám đốc của công ty mỹ phẩm. Và ở Khánh Hòa là em xây cái nhà máy sản xuất mỹ phẩm đạt chuẩn đầu tiên. Lúc trước là em làm giáo viên ấy chị. À vậy hả? Nhưng mà mỹ phẩm là về cái tất cả mọi thứ luôn. Mọi thứ. Còn em là bây giờ là công việc của em là? Dạ, công việc em thì làm thuê cho anh ạ. Thuê dẫn mà tiền em giữ đúng không? Dạ. Nhưng mà ngày trước chị là giáo viên hả Cưng? Dạ vâng. Chắc em có lẽ là lúc mà hai đứa gặp nhau là lúc đang còn là giáo viên. Đúng dạ đúng rồi, ngày trước thì hai vợ chồng em là giáo viên mà dạy cùng một trường luôn ạ. Giáo viên mà dạy cấp mấy? Bọn em dạy là cấp 1 ạ.
Em thì dạy chủ nhiệm, anh Hải thì anh phụ trách môn thể dục và cũng có dạy lớp em luôn. À. Dạ vâng. Thì em về trường sau anh ấy là 5 năm. Thì mới đầu gặp em không có một chút ấn tượng gì hết. Vì thứ nhất là hồi đó anh ấy gầy lắm. Lúc mà cưới em thì anh ấy có 56kg thôi và bây giờ là 70kg rồi. Dạ. À, em nuôi khéo vừa gầy này vừa đen này thì nhìn không có thiện cảm ngay từ đầu. Đen hơn bây giờ không? Bây giờ có nhã đen chưa? Dạ bây giờ vẫn đen, mặc dù là sản xuất mỹ phẩm nhưng mà đại lý sản của em mỗi lần gặp là bảo là sếp nhà mình là phải nói là cực kỳ đen luôn. Sản xuất mỹ phẩm mà da đen quá. Dạ vâng. Em thì sao Hải? Lần đầu tiên em gặp cô gái này thì là em có ấn tượng gì về cổ không? Dạ lần đầu gặp thì cũng không có ấn tượng gì lắm mà. Sau khi một thời gian là có tìm hiểu vì thấy cô này rất là siêng, phong trào hay là cái chương trình gì của nhà trường dù khó hơn mấy cũng làm rất là tốt. Rồi em để ý. Như vậy thì hai vợ chồng dạy chung cái trường đó trong bao nhiêu năm? Nói dạy chung thì khoảng hơn một năm, còn hai năm á chị. Gần hai năm dạ. Thì là trong cái thời gian đó là đã yêu nhau cái thời điểm đó chưa? Bao nhiêu dạ, lâu thì yêu em nhau? Em nhớ ngày về trường đầu tiên là ngày 13 tháng 10 năm 2013. Và tới tháng 4 2014 là tụi em đã cưới rồi. Là trong vòng là một năm. Hơn 6 tháng thôi ạ. Nhưng mà trong 3 tháng đầu thì không có ấn tượng gì hết. Chỉ là đồng nghiệp với nhau thôi. Thậm chí ban đầu em còn hơi ghét một chút. Em nhớ có một kỷ niệm là nhà trường cho một cái công việc mà các giáo viên trong trường đều phải làm. Nhưng mà công việc đó thì em thì là một đứa là em giỏi vấn đề khác, nhưng mà riêng máy tính thì em rất là dở. Cho nên là lúc đó là em cần là một người giỏi máy tính để làm giúp em cái chuyện đó. Thì em phải nhờ anh này. Dạ lúc đó em cũng hơi dạn một chút là em vào tận phòng luôn. Anh ấy là ở kiểu như ký túc xá cho giáo viên vậy đó. Mà phòng chỉ có một mình thôi. Dạ em mặt dày luôn tại vì bây giờ không ai giúp ấy. Thì em mặt dày em vào em nhờ anh ấy thì được cái là giỏi máy tính, giỏi tính toán nên là vào làm giúp em. Thế là từ ngày hôm đó thì em hơi có cảm tình một chút. Tại thấy là thôi thì người cũng giỏi. Từ lúc đó là mình cảm thấy là có thiện cảm hơn. Nhưng mà hôm em thấy vợ em đi vào phòng dạ, mà em hết hồn không? Không thấy, em lúc đó em đi chợ về. Xong rồi thấy, ủa chứ cô nào ngồi đây? Xong rồi em hỏi ai đây? Tại hồi đó cũng không để ý, cũng không biết. Xong rồi mới em làm, anh làm giùm cho em cái này. Thì lúc đó là em làm, nói cái đây thì anh làm được. Hôm sau xong việc là rủ đi cà phê. Rồi, rủ là ai rủ? Cô dạ, rủ phải không? Em rủ, em nhắn tin em rủ. Nhưng mà địa điểm thì cô vợ em sẽ có. Mâu thuẫn quá gì? Em không có cái cảm xúc gì với người ta. Không, lúc đó mà đáng lý ra em làm giùm thì người ta phải đền ơn đáp nghĩa em, người ta phải rủ em. Mắc mới vậy em phải rủ người ta. Tại vì lúc đó là em cũng hay là muốn gài cổ đi mà cổ trả tiền. Thấy cũng đỡ ý. Bao mình. Đằng nào thì cô này cũng gọi là đền ơn mình mà. Mình thôi mình sẵn dịp này mình mời đi cà phê luôn để có gì mình tìm hiểu. Ở khoảng nửa tháng sau là ngày nào chiều nào cũng canh cái giờ nhà em ăn cơm á. Chiều nào cũng lên, cũng mặt dày lên nhà ăn cơm. Cứ chờ giờ buổi chiều người ta chuẩn bị dọn cơm là bắt đầu có mặt ngoài rồi. Tại vì chiều đó là em mới dậy xong. Chiều đó em mới dậy xong. Giờ đó không, không lẽ bây giờ mình không mời ăn cơm? Chiều đó nên là cuối cùng mình cũng phải mời em ăn cơm. Em tan cái hết giờ làm của em là 5:30. Thì lúc đó tắm rửa rồi xong rồi thì nhớ mình lên thôi chứ cũng... Chứ không đâu, phải là lên để mà... Không có nghĩ là dạ tính ra là ngày nào cũng ăn ké luôn từ đợt đó là cả tháng trời. Mẹ em thì thấy anh này ngay mà. Từ đầu là cũng ưng tại vì thấy là hiền. Mẹ bảo là thấy thằng này nó hiền nên là cũng cho ăn cơm chứ còn chưa có thằng nào mà được về ăn cơm như vậy. Ăn cơm xong rồi có mặt mẹ với cụ hai người lớn nhà là em xin phép cho em làm quen mà không có hỏi qua ý kiến của dạ. Em không biết tương gì lại. Luôn chủ động tự ý luôn. Mà xong rồi mẹ em cũng chẳng thèm hỏi ý kiến, em cũng đồng ý luôn. Nhưng mà cái lúc đó là cái mối quan hệ của em như thế nào? Là đi chơi với nhau rồi đã có nắm tay rồi nó có những cái cử chỉ dạ, ấu chưa? Không? Cho đến khi mà tụi em làm đám hỏi trước đám cưới một tháng là tháng ngày 8 tháng 3 là tụi em chỉ mới nắm tay thôi. Trời. Dạ do em nhát á chứ gặp người khác là xong hàng rồi phải không? Xong hàng. Mà thực ra em chưa định lấy đâu nhưng mà mẹ bảo thôi ngày nào nó cũng lên như vậy thôi cưới đi chứ ngày nào nó cũng lên hết. Ăn cơm mà ké thật sự hoài. Luôn mấy tháng trời ngày nào cũng lên, không một ngày nào không lên cả. Chị đứng muốn hỏi lý do tại sao mà em lại chuyển sang kinh doanh mà dạ em không tiếp tục làm giáo viên là vì nữa. Thực sự là lúc mà hai vợ chồng mới cưới xong là em có em bé luôn. Thì lúc đó mình áp lực về cái vấn đề tiền bạc. Với lại lúc đó là phát mẹ em là câu chuyện buồn là mẹ em phát hiện bị ung thư giai đoạn 2 á.
thì thực sự là áp lực, tại vì nhà em là chỉ có ba chị em gái thôi. Lúc đó mình mong muốn kiếm tiền, thứ nhất là lo cho con mình, thứ hai là lo cho mẹ mình nữa, vì bố em đã mất rồi. Nên là lúc đó là em quyết định là kinh doanh online, mà cách đây 6 năm á, thì cái thời điểm đó là kinh doanh online đang phải nói là cũng bị kỳ thị. Thứ nhất là ở vùng quê thì hay bị kỳ thị, thì em vượt qua tất cả để em làm. Thì lúc đó là em nhớ rằng là hai vợ chồng em có một cặp nhẫn, nhẫn cưới á, tụi em quyết định bán nó đi để mà bán hàng ấy. Thì nhập một đơn hàng đầu tiên về là em nhớ là 2,2 triệu. Thì may mắn là em cũng coi như là cũng lanh một có chút. Gian á, có gian dạ, có gian buôn bán. Thì bán trong vòng một tháng là hết cái số tiền đã thu được vốn về. Nhưng mà cái lúc đó là em vừa đi dạy vừa kinh doanh online luôn hay sao? Dạ vâng, em làm cả hai luôn. Lúc đó thực sự là rất áp lực. Trong khoảng thời gian là mình đi dạy á, thì mình cũng đã làm rất là tốt cái công việc của mình. Và khi mà em nghỉ dạy thì các thầy cô cũng rất là tiếc. Nhưng mà thực sự cái thời điểm mà em bỏ thì em đã xây dựng công ty lớn rồi. Dạ, nên là em có hàng nghìn đại lý trên toàn quốc rồi, nên là không thể nào mình làm cả hai nữa, mình phải chọn một trong hai. Nhưng mà trong bao lâu thì em có cả một cái chuỗi? Dạ, em làm hàng trong vòng gần 6 năm ạ. Bây giờ thì là còn dữ hơn nữa đúng không? Dạ vâng, bây giờ thì vẫn nằm tầm khoảng 10.000 đại lý thôi ạ. Dạ. Có 10.000 thôi, không có nhiều. À. Rồi, sau này là hai vợ chồng em là thành lập công ty luôn. Dạ vâng, anh ấy là giám đốc, còn em thì giờ làm thuê thôi. Em thành lập công ty được bao nhiêu năm rồi? Dạ, 4 năm, hơn 4 năm rồi. 4 năm, thôi dạ, chúc mừng hai vợ chồng em. Dạ vâng, cảm ơn ạ. Mà em thấy em cũng may mắn vì lấy vợ được 6 năm là lời được hai đứa con. Một cái đó là lời nhất đó. Dạ. Đúng không? Hai thằng trai với một cái nhà máy mỹ phẩm. Rồi bây giờ các em là lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ, tụi em tháng 4 năm tới đó là tụi em tròn 6 năm ạ. Vậy trong 6 năm như vậy là đã hiểu nhau hết. Hết rồi phải không? Dạ vâng. Đó. Rồi nhưng mà có cái tật xấu gì nó vẫn còn cho tới bây giờ không? Tật xấu của anh thì nhiều lắm. Cái mà em thấy lật mặt nhanh nhất là lúc mà lên nhà em á, như em kể với chị Hồng Vân với anh Quốc Thuận nghe lúc nãy, là chiều nào cũng lên, mà nhà em thì cũng đâu có gì ăn ngon đâu. Lên là bà ngoại em mời ăn thì anh bảo cái gì con cũng ăn được các ngoại. Mà đến lúc lấy về rồi là cái gì cũng chê. Ví dụ nấu không ngon, bây giờ thế, nấu không ngon là anh ấy không ăn. Ví dụ anh ấy không chê thì anh ấy ăn ít. Không có như lúc đầu là cái gì con cũng ăn trở được. Trở mặt liền đúng không? Dạ vâng, trở mặt nhanh kinh khủng luôn. Tiếp theo có tật xấu gì nữa? Tiếp theo là rất cộc tính. Mỗi lần mà gây lộn lên là có những cái hành động gì nó dạ, có vỏ biển cho nó. Có đập bàn, đập ghế. Dạ vâng, nhưng mà hai vợ chồng đều như thế cả. Tại vì trong công việc kinh doanh bây giờ công việc quá nhiều á, nhiều khi mình áp lực á, là cả hai vợ chồng cãi nhau. Mà anh ấy có một tật là em thấy thì vợ chồng người ta chồng hay nhường vợ, mà anh ấy là đến phút chót mà khi nào mà em khóc lên hoặc là em làm cái gì đó phản ứng mạnh lên rồi anh mới chịu thua, còn bình thường là cứ 1-9, 1-10 luôn. Thắng cho bằng được thì cãi tay đôi. Cãi tay đôi luôn dạ. Còn tật xấu gì nữa không? Còn tật xấu nữa là đi ra ngoài rất là luộm thuộm lôi thôi. Cái này thì em phải nhắc ngay trên này luôn, bởi vì là em bị một lần rất là xấu hổ. Em đang ngồi bấm điện thoại thì một em đại lý gửi một cái video với lại ảnh qua, bảo chị ơi, sếp nhà mình đi ở ngoài đường em chụp hình được này. Vì mặc cái quần cọc, một đôi dép lê, rồi là một cái áo thun đi nhìn buồn cười lắm. Mà bản thân mình là giám đốc thì mình đi ra ngoài mà đại lý mình rất là nhiều. Nhiều khi mình ngồi cà phê hoặc làm gì đâu đó thì đại lý mình cũng thấy ấy. Thì em đã dặn bao nhiêu lần rồi là anh đi ra. Anh đã bị bắt và đã bị chụp lên. Dạ. Ôi, chắc em áp lực lắm đó. Đi đâu cũng gặp đại lý chứ á. Em bữa đó là em có mặc quần sọt, có áo của công ty logo mà không, thì nghĩ là đi chợ thôi, cho vợ thôi thì cũng đâu có ai ngờ bị hả? Ai ngờ. Bị báo lén đúng không? Rồi còn tật xấu gì nữa không em? Trước là còn... có hút thuốc, còn... là có nhậu. Hai cái này là hai cái mà em không thích. Nhưng mà nhậu thì bây giờ làm giám đốc rồi nên là gặp đối tác thì vẫn phải nhậu. Em cũng chia sẻ luôn là mỗi lần nhậu về là phải quỳ 30 phút. Tại vì ngày xưa đã hứa thì cứ thứ hết mà làm thôi. Dạ. Còn hút thuốc thì không biết có giấu em không, mà thực sự là em không phát hiện được. Vẫn cứ đi làm. Nhậu về là phải quỳ 30 dạ, phút. Vâng. Là dạ. Quỳ dưới đất hay là quỳ trên nệm? Dạ dưới đất chứ ạ. Thế giờ vẫn còn luôn. Nhưng mà quỳ được có 5 phút là xin lên à. Con nó gõ cửa, mắc cỡ. Sợ con thấy. Mà em mong muốn thay đổi chồng em cái điều gì nhất? Em muốn thay đổi nhất là đừng có cộc tính với em nữa. Với lại vợ mua cho nhiều không? Đồ đẹp thì chịu khó mặc một chút giùm em là được rồi. Rồi phải ăn dạ. Diện lên một chút. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ tới em đó. Bây giờ
Tật xấu của cô ấy là gì? Tật xấu thì cái nhất là quá tập trung vào công việc, không có lúc nào dành cho gia đình, với không có thời gian để mà ăn uống này kia, đỡ càng ngày càng ốm đi. Em rất là lo, nhưng mà để mua đồ ăn hoặc là thậm chí bưng tới tận giường, thậm chí đút cho ăn luôn mà không chịu ăn. Cái đó em ăn không nổi, đó ăn không có được, lười ăn thôi em. Không, dạ được. Em lười ăn thôi ạ. Cái thứ hai nữa là tính tình rất là nóng nảy, gặp cái chuyện gì ở trong công việc á, hay là nói không được á, là về người đầu tiên và người duy nhất chút lên đó là em. Mà em biết làm chuyện gì sai cho nên mới cọc. Dạ. Dạ, tụi em 6 năm cưới nhau thì tụi em nộp đơn ra tòa là hình như 6-7 lần rồi. Tòa bây giờ là hết giải quyết, là thấy tên thấy tòa, tên tòa tuổi đó hết giải quyết rồi ạ. Thường là tụi em là lý do gì là cái dạ, chuyện đây dạ, hoàn toàn em, nặng không, lý do đơn giản như là hỏi không trả lời á, xong rồi cãi nhau cãi qua cãi lại là sáng hôm sau em đi nộp đơn thôi. Bây giờ trong máy tính của em thì có sẵn cái đơn rồi, cái file luôn, cái file luôn đấy. Kiểu nhưng như mà là giải tỏa đến bây giờ thì tụi thôi em công à. Việc nhiều rồi, không có thời gian để giận hờn kiểu đấy nữa, nên là cũng bớt đi rồi ạ. Cái chuyện đó là cái chuyện trước đây rồi đúng không? Dạ vâng. Đó. Rồi bây giờ em mong muốn vợ thay đổi điều gì? Dạ, mong muốn của em nhất là ăn uống, vì công việc stress áp lực nhiều thì mình ăn nhiều vào rồi để giải tỏa stress, với lại bớt nóng tính. Vợ chồng em á, thực ra là cái lớn nhất bây giờ nó vừa dễ mà nó lại vừa khó, đó là tụi em cùng làm chung một công việc mà hai vợ chồng lại ở trong một công ty như thế. Tụi em là 50-50 trong cái công ty của tụi em, trong cái gia đình của tụi em vai trò là 50-50. Thành ra là đừng có để cái này nó bị lấn qua 60 hoặc cái kia bị lấn qua 70 thì sẽ rất đi dễ đến xung đột. Mà vâng. Ví dụ như chị nói em là tòa án mà 5-7 lần như vậy rồi, cái đó mình không có giỡn được. Dạ vâng. Đó, mình không có giỡn được. Thành ra là theo chị là giữ được đến như thế này rồi thì giữ cho đến cùng. Rồi. Thì chúc tụi em hạnh phúc. Dạ vâng. Cảm ơn chị. Cảm ơn em. Dạ. Cảm ơn anh ạ. Tại vì một ngày đó em nhận là 70+ cuộc gọi lần. Ai biểu cái hình là... đẹp quá mà. Nên là tại vì mình đâu có thấy mặt đâu chị Hồng Vân, nên là mình không muốn tiếp xúc nữa. Chỗ quê nữa, quê nó tướng bả mặc đồ sang chảnh, còn mình rước xe vậy đó, rồi kiểu này chắc bả bỏ mình sớm. Cãi nhau vậy đó, em giờ em có tắm không? Cái nó không? Không, đang giận mà tự nhiên kêu đi tắm chung là sao? Anh đi tắm đi, mình anh đi. Cái này không tắm tắm luôn. Bắt em là phải vô tắm đàng hoàng. Kính thưa quý vị, và bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay để cùng chào đón và gặp gỡ cặp vợ chồng đầu tiên. Xin chào hai bạn. Trời ơi, nhìn hai đứa là thấy muốn Tết rồi đó, thêm là... chị nữa. Nó trời ơi. Em tên gì nè? Dạ, em tên là Phạm Thành Sang. Năm nay em 36 tuổi, nghề nghiệp em là bên săn lấp mặt bằng. Em đến từ Long An. Phạm Thành Sang đến từ Long An làm nghề săn lấp mặt bằng. À, còn đây là vợ em. Em xin chào quý vị khán giả trường quay. Xin kính chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Thì em tên là Nguyễn Thị Kim Thảo. Thì năm nay em là 35 tuổi. Về quê chồng em là ở Đức Huệ, Long An. Đang là kinh doanh tại nhà. Cũng là có liên quan đến ngành xây dựng. Sản. Chồng em thì săn lấp mặt bằng, em thì bất động sản. Hay là săn xong rồi chia nền, chia lô là vợ bán luôn. Đúng không? Nghe nè, kể cho anh nghe coi câu chuyện của các em lần đầu tiên hai người gặp nhau ở đâu nè. Em đầu tiên thì quen vợ là kết bạn qua điện thoại anh. Đăng ký bên tìm bạn bốn phương á. Mà đầu tiên bà chặn lắm, điện báo bắt máy, nói alo anh ở đâu vậy, cái tắt máy cục rồi. Em cũng khó chịu lắm, bà này chặn á, thôi chắc chia tay sớm á, chưa biết gì đâu, điện kiểu không tôn trọng á anh. Cách đây bao lâu em? Cách đây khoảng 6 tháng anh. Trời đất ơi, chứ là mới có 6 tháng thôi. Dạ. Hả? Vậy là mới cưới. Dạ. Trời ơi. À, chắc chắn là sẽ có nhiều bất ngờ lắm anh chị. Gọi điện không bắt máy. Rồi em cũng lo đi làm công việc của em. Thì em cũng không quan tâm lắm nữa. Thì lâu lâu cũng nhìn thấy hình của vợ em đó, thấy ghiền liền anh. Và đẹp quá mà. Ừ. Thích. Cái em mới để thời gian sau, khoảng tuần lễ sau em mới gọi lại là khúc này rồi bà bắt máy. Cái đầu từ đó cái hai đứa bắt đầu nói chuyện không thấy hợp nhau. Đó thứ ba cũng giờ sáng rồi. Tại vì một ngày đó em nhận là 70+ cuộc gọi lần. Ai biểu cái hình là... đẹp quá mà. Nên là tại vì mình đâu có thấy mặt đâu chị Hồng Vân, nên là mình không muốn tiếp xúc nữa. Mà đêm nào đó, hả cũng gọi 1-2 giờ khuya hết trơn. Gọi lần 1 rồi lần 2 là em mới tiếp nhận, là tại vì ảnh kể là do anh một phút là vài phút thôi, anh nói chuyện vài phút thôi. Tại vì chia sẻ những cái gì tâm tư của ảnh, thật sự ảnh đang tìm một người vợ là để mà gắn kết để làm ăn với nhau, thu xếp gia đình cho ảnh. Lúc đó là Sang ở đâu? Lúc đó em đang ở Long An anh.
Còn dạ, vợ em thì ở ngoài Hà Nội luôn. À, ừ, em công tác ngoài đó, em đi làm ngoài đó sao? Em và ra ngoài Hà Nội là sắp đi đi Nhật á anh. Nghĩa là em đăng ký, đi Nhật mà em chưa kịp thì lúc đó là anh Sang mới gọi tiếp chuyện điện thoại thì anh mới mời em về Long An. Sau khi điện thoại hai đứa trao đổi nhau rồi mới hẹn gặp mặt. Hẹn ở đâu? Hẹn xuống rước vợ em ở Tân Bay Sơn Nhất. Em cho leo cây 2 ngày á. Vậy hả? Dạ, em đâu có gặp liền đâu, để em thử coi sao. Điện không bắt máy luôn. Điện không bắt máy. Em ra sân bay rồi gọi điện bắt máy. Không bắt máy luôn. Tới 5 giờ chiều mới điện mới bắt máy là mắc lịch rồi nè. Giờ em ở đâu đó, em đang nhậu xỉn à. Lát nữa 8 giờ anh xuống rước. Cái 8 giờ em điện lần nữa. Tắt máy luôn. Trời ơi. Dạ, em nói đòi tính tết rồi đó. Tại lúc đó bạn em không có cho về. Nó rủ là tại vì lâu quá. Em nói rồi, rồi gặp kiểu này là thôi rồi chắc là sao em không quay trở về Long An rồi? Em quay về. Quay về em chuẩn bị đồ, đừng đồ ăn đủ rồi. Đừng ngày sau đừng bà nói bà về. Về chuẩn bị xong điện mà không bắt máy tiếp. Rồi lần thứ ba thì sao? Lần thứ ba thì xuống tới chỗ rước về. Coi như lần thứ ba em mới gặp được vợ em. Cái lần đầu tiên hai bạn chạm mặt nhau ở ngoài đời như thế nào? Em thấy anh sao? Em nhớ là ảnh lấy xe con anh đón em. Em cũng chào anh rồi kia nha, anh cũng chào mà anh không có dám nhìn em, anh không dám nhìn mặt mà thẳng vào mặt em. Đẹp không dám nhìn. Em nó làm như bộ gái vậy. Kiểu đi chặt chảnh với mình lên thì sao ấy nha. Cái em hỏi chứ anh có giận em không? Cái nó không có gì. Không có giận chứ xong hết trơn. Đi lên chiếc xe. Trời đất ơi, lên chiếc xe em nói hả? Xe nó gặp cái xe con đó, nó không có cái máy lạnh đó anh, lên rồi chạy chút xíu cái nó tắt. Chút xíu cái nó tắt. Không phải anh. Mình xe kiểu nó sáu máy nó cũ quá đó. Mình bật máy lạnh luôn á anh. Bật máy lạnh luôn á là nó chịu không nổi lúc đó. Lúc đó tại cái ngã tư luôn. Cục đó anh biết sao? Mồ hôi anh nó đổ. Đổ ào ào em sửa. Quê nữa. Quê nó tướng bả mặc đồ sang chảnh mà mình rước xe vậy đó rồi kiểu này chắc bả bỏ mình sớm. Nó trời em giấy xong nó tự giấy ông bà. Giấy ở bên đổ máy cái em đề cháy cái máy đề luôn. Em đề khoảng là 35 cái nó mới nổ máy. Nổ con cái chạy về tới nhà luôn hên quá trời. Từ đó sau em không dám bước lên xe đó nữa. Em mua xe mới luôn. Em thấy cái ngày đầu tiên á ấn tượng là tại vì thấy anh cũng tót cái mồ hôi, anh cũng nhiệt tình đi đón em rồi tót cái mồ hôi cộng thêm chiếc xe nữa nó hoành hành anh á. Em thấy giống như là anh cái chân tình đó nó lộ ra ngoài cái nét mặt nào đó là em đã thấy cái được ở chỗ đó rồi. Khi mà đi trên đường về á thì anh chở em về nhà. Gặp mẹ anh. Thì thấy cái gia cảnh ở nhà thì có một mình mẹ với anh à. Là anh thì đi làm tất bật thì nghe mẹ anh kể. Tại mẹ anh năm nay cũng 70+ rồi. Cũng mong muốn là có một người dâu để về mà chăm lo cho ảnh. Chỉ chủ yếu là như vậy thôi. Cái tình thương của ảnh á, mới đầu anh về dành cho em hay là đầu của em mặc mấy ngày á, anh gom ra hết tất bật, làm như xông xáo giống như là hai đứa quen là từ đời nào lận. Anh lo những cái từ ly từ tí là anh về anh tự anh giặt tay. Đó em về em thấy anh tự anh giặt tay đồ cho em. Nên là em ấn tượng đó là kết chỗ đó đó. Nhưng mà anh hỏi thiệt nghe sang cái đó là em làm thật lòng hay là thật lòng. Em làm màu? Dạ thật lòng. Cái gì em cũng biết đó. Vợ em chăm sóc từ A tới Z. Móng tay khó như thế này em còn làm được mà. À về cái móng tay của em. Cái móng hôm nay là chuẩn bị cho vợ một bộ tay để là em đi tiệm, em đi sơn mấy ngày được 2-3 ngày. Cái anh học lớn. Anh học lớn cái đầu anh về anh bắt trước cái anh đi mua nước sơn, mua cọ về rẻ luôn anh. Nhưng mà ở dưới nhà là lâu không? Dạ em ở cũng được vài ngày gần tuần, gần có tuần á anh. Về cái em rủ trước. Em rủ đi tắm. Rủ anh đi tắm. À dạ em mừng anh luôn. Cái không gian những cái tình cảm ảnh là dành cho em á là giống là cái thật ở trong đó đó. Hai đứa đã thích nhau trong điện thoại rồi. Rồi gặp mặt hiện tại ngoài càng thích hơn nữa. Tự nhiên cái rủ vô tắm. Ở đó dưới LA đúng không? Dưới nhà Sang đúng không? Dạ thì đi. Chuyện gì đến nó sẽ đến. đến. Vô Thảo có tắm cho Sang không? Có. Dạ không có mới gì vô cũng ngại lắm anh. Sửng sốt lâu quá mình thấy kỳ kỳ, thấy hơi ngại ngại. Hôm đó cảnh... em đứng em chết trăng vậy nè. Cái cảm giác của nó như thế nào? Lần đầu tiên khó tả lắm luôn. Nó lăn lăn tại nhà mình nữa. Dạ, nó lăn lăn mình luôn, kể không được. Nói chung là sẵn khoái lắm mình. Mà tụi em là hòa hợp về mọi chuyện đúng không? Dạ đúng. Dạ. Nói chung là hai vợ chồng là nó giống nhau là hầu như là 99%, kể cả tính tình. Nói chung là thân thể em có gì vậy sau đó. Cái nốt ruồi cũng giống nhau nữa nghe. Đúng rồi. Nốt ruồi nó mọc chỗ ấy á, chỗ kính á. Giống y luôn. Có luôn hả? Có luôn. Em mấy một giờ em mấy một giúp y chang hết luôn. Trời đất ơi nghe vậy. Ấn tượng luôn á anh, làm lúc nào về có nhiều cái lắm. Anh cất giọng hát lên cũng rất là hay. Cái anh kêu em á hát một câu giọng cổ đi. Cái em nói thôi em người tay em hát được, em hát giọng cổ được. Thôi bây giờ hôm nay em hát thử một câu giọng cổ cho anh nghe đi sao. Dạ. Sau đó là tới Sang phải đáp lại một câu trong chuyện tình không dĩ dạng nha. Dạ. Tái hiện lại cái thời gian mà hai bạn coi như là song ca với nhau. Dạ em hát cái bài ruột của em hay hát á là bài Tiếng Chày Trên Sóc Bông Bò. Rồi. Dạ. Vô giọng cổ nha. Dạ. Bông hai thập thoáng dưới trăng có vài anh dạy phóng quân về thăm xóm nhỏ. Để nhớ lại
nào sóc bom bo còn mịt mờ trong khói lửa, người bom bo sống giữa căm hờn. Hay mà. Hay quá. Anh rất mê cái câu này của cô. Vợ em hát mà em nổi ốc luôn anh. Anh thật sự anh rất mê cái câu này của nghệ sĩ Tú Thanh Kim Huệ. Mà trời ơi, bữa nay em nghe trời ơi, nghe là cái đoạn hơi này. Ồ hay quá em ơi. Hôm nay về làm mưa làm gió ở địa phương em lấy hai giải rồi. Mà hai giải rồi hả? Cái gì hay chồng xuân ca. Vậy hả? Rồi giờ tới em đi. Em hay là khang tiếng, em cũng bên cường cổ hơi giảnh. Lên một câu thôi. Người ta thì hát á là một câu, còn em hát là một câu hay hơn. Bây giờ em hôm nay em bị bệnh. Không sao cả, rồi. Này hơi xa cách. Đứng lên luôn, đứng lên đi, cho cho nó coi thôi. Yo. Thôi thôi Thảo ơi, đừng gọi tên sáng nữa mà chi cho giây phút chia ly thêm nặng sầu đứa thèm. Vì lắc nữa đây dù hai ta mà được một phước đời diệu duyên thì em ơi lưu liên mà chỉ yêu đương để làm gì rồi tính cũng biết ly. Vậy đi em, về đi em, đừng gọi tên anh nữa mà chỉ cho mắt lệ rưng sâu. Rầm chí hay quá. Trời quá. Ơi cái cặp bơ dòng này phải tham gia chương trình Chuông Vàng Vòng Cổ đi. Dạ ơi, hôm nay em hát đủ luôn, nhờ anh với chị. Trời ơi, quá. Nó nghe nè, tụi em vậy là tụi em giống như là hợp quá luôn. Tức là cái gì cũng hợp á đúng không? Từ cái giọng hát rồi cho tới cái lối sống, cho tới cái sở thích. Mà em có tật sống vậy nè. Dạ em hát hay anh, công nhận đúng không? Mà Ly hát ai cũng đồ song ca đó. Mà em sao chứ? Ai cũng đồ xích lên song ca vợ em. Em mới nói người nào lấy giải được nhất tôi đi hát. Tôi hát dở thiệt. Nhưng mà em ráng em hát lát đi về mình đó. Anh nói trước mà hát người ta lát đi bộ. Đi bộ về em về trước. Là ghen đó. Ghen không? Ông ghen dữ lắm đúng không? Dạ. Nhưng mà em thì sao? Em có ghen với anh Út không? Dạ có chứ anh. Ghen ai không có ghen. Em ghen dữ lắm. Em ghen sao? Em bắt ảnh sao? Đó em ghen vậy nè, ảnh đi ra ngoài đường, ảnh đi với em, ảnh ghen nó trời em nhỏ đẹp em. Tự nhiên nó ủa sao đi em mà anh tự nhiên em không đẹp á, ghen nhỏ ra đẹp. Tự nhiên cái máu em mới lên tới đây rồi đó. Em hành động sao? Em làm trời sao? Trời cái em nói không được nha, em nhắc anh nhéo anh dữ lắm luôn á. Em nói không được nha anh, không được không, nha. Không phải nó nhẹ nhàng đâu, mặt xỉ thôi. Thầm thứ xỉ mà thầm sự. Trời tả ghê. Sau bao lâu tụi em làm cưới? À dạ khoảng 2 tuần rồi. Hai không cần cả tháng em. Tháng sau. Dạ dạ. Một tháng rồi. Dắt đi dưới ra mắt coi gia đình với lâu quá trường kỳ quá rồi mới đám cưới. Dắt đi gì dưới coi có chịu rễ không? Hồi đó bà cũng dắt về mấy người rồi, bây giờ đâu có chịu đâu. Cha mẹ em giống như là nhìn ảnh nó hả, nói chung là chịu liền. Kêu ra gấp cưới liền, ai cũng khen điếu đổ nó, hỗ trợ mày lấy chồng đi. Chị Hồng Vân với Quốc Thượng biết sao, bị hồi xưa giờ gặp toàn là Lý Thông không à? Lý Thông không có thật xanh. Bây giờ này thật xanh. Thật xanh đúng không? Trời ơi, thấy ghét thiệt chứ. Một tháng sau là đám cưới luôn. Là nay được mấy tháng rồi cưng? Nay cưới nay được mấy tháng rồi? Có hơn. Ngày 11 tháng 6 mà làm giấy kết hôn. Mà đúng có ngày 21 tháng 7. Tính từ thời điểm quen nhau, từ gặp nhau ngủ chung. Đã 6 tháng? 6 tháng hơn rồi. Trời đất ơi, dài 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 hơn quá. Trường kỳ. Dài. Rồi, từ lúc cưới nhau tới bây giờ là mới có 4 tháng, 5 tháng à. Dạ. Son quá son luôn rồi. Dạ. Rồi chắc là dính nhau như Sam đúng không? Dạ. Hình như là không thể rời nhau. Chưa bao giờ mà xa nhau quá một. Có bao một giờ mà không đi sang lấp mặt bằng mà cô ấy đi theo luôn không? Có chứ anh. Hiện tại nè, ngày hôm nay luôn. Em đi làm buổi sáng. Bữa nay xe nó hư em phải tới em sửa phụ tài xế là mình mày em nhớ không? Là dẫn chở vợ theo. Bỏ lên xe. Bỏ lên xe, bận mới lại để trên xe xuống. Có thì có đi trên xe ra. Thì sợ em buồn nên là mua những cái đồ ăn lặt vặt cho em nên là giết rồi em về từ lúc nói em về với anh là 58 kg mà giờ là 68 kg rồi. Những lúc mà đi vệ sinh cũng đi chung nữa. Trời ơi, đi vệ sinh mà cũng đi chung nữa. Dạ. Nên nó dính người gì sao vậy? Tại sao? Sợ ông mất cái gì chồng hay sao đi chung. Không phải anh, có nghĩa là ở miền quê mà cái nhà vệ sinh nó hơi xa tí xíu cái nhà mà em thì sợ ma. Em sợ ma nên em kêu anh đi theo. Em phải kêu anh theo. Bây giờ còn tắm chung không? Dạ không. Còn tắm dạ, chung. Giận thì giận ví dụ như lâu lâu hai đứa cãi nhau rồi nha, mà không cho em là không cho em được tắm riêng. Cãi nhau vậy đó. Em giờ em có tắm không? Cái nó không. Không, đang giận mà tự nhiên kêu đi tắm chung là sao? Anh đi tắm đi, mình anh đi. Cái này không tắm luôn. Bắt em là phải vô tắm đàng hoàng. Rồi giờ sao ta nãy giờ kể chuyện toàn là thấy màu hồng. Dạ. Cái gì cũng là tươi vui cả, hạnh phúc cả. Có lẽ là không có cái tật xấu gì mà lòi ra đúng không? Dạ có nha. Có chứ. Đâu sao đâu, tật xấu của cổ sao? Cổ hả? Không thích em nhìn phụ nữ đó. Em thí dụ như chị Hồng Vân đó, em theo chờ chị hôm nay chị đẹp quá. Không nói đó, chút mặt xì xuống là em biết khó chịu à. Về kiếm chuyện. Ghen quá phải không? Ghen quá. Ghen. Lắm lúc về khi em lớn tiếng anh, em mà nạt lên cái là bà khóc. bà khóc suốt cái lát bà trốn mất tiêu. Không đi đâu đi vòng vòng nhà anh, trốn nhà đi kiếm đâu được đâu. Mà trời mưa nó ác lắm, đi lội tay chân mình mẩy em sình bùng không đi kiếm coi có lọt kinh lọt đề gì không.
Kiếm đã đời cái vô thấy em thấy tội quá tự mò vô. Tại em thấy Kiếm, tại em trốn trong cái nhà kho á, nên là em nghĩ là giống như là vợ chồng mà gần nhau quá làm gì lâu lâu á, nó cũng nhàm chán. Em nói không, lâu lâu cãi nhau một bữa rồi xong trốn đi, cho trốn trong chừng tiếng cho tìm chơi này kia đi. Thiệt trốn mà em thấy ảnh tìm mà mấy cái ao này kia anh xuống anh lội đâu. Sao mà lọt đìa đó. Lọt đìa. Rồi còn gì nữa không? Mà mỗi khi giải quà như vậy em vô năn nỉ mà cũng còn giận. Năn nỉ xong rồi phải làm chuyện ấy nữa rồi mới vui vẻ hẳn lên. Vui vẻ hẳn lên hiểu không? Có sao chứ. Chuyện ấy nữa rồi mới vui vẻ hẳn lên. Mỗi lần giận là vô là giảng quà là phải chuyện ấy cái rồi cái là tự nhiên hết mọi mà nay đi ngủ. Mà ngủ thì có ôm nắp được không? Phải ôm chứ. Dạ. Nằm trên tay em suốt à. Tật xấu liền. Của bà là bà ghiền, bà hứa nách ra. Nó lau quẹt cái hửi, nó làm gì ông ghiền. Em tha mà, em tha như nước hoa đó anh, nước lăn á. Bà không chịu, bà chửi, bà đem dục đó. Em thích thiên nhiên, tự nhiên. Thích thiên nhiên. Nghĩa là cái mùi của chồng mình đó là mình phải thích như vậy. Cái gì đặc biệt này kia, tao giống như mùi gạo mới này kia vậy đó. Rồi chắc là hết rồi. Bây giờ tới em nó thảo. Không, tật xấu của em quên đó là hậu đậu. Hay quên mà hậu đậu nữa. Nghĩa là làm cái này chút xíu bỏ cái này cái quên mất tiêu rồi. Với lại không có ngăn nắp này kia. Chồng em thì ngăn nắp sạch sẽ. Ví dụ như em làm tới đâu em bày đâu thì chồng em dọn tới đó. Vậy đó. Vậy là thêm cái bừa bộn nữa. Đó là thêm cái bề bộn. Không thấy mà vợ khui hết. Vợ tự khui tự nhận luôn á trời. Rồi sẵn anh nói ông. Rồi giờ nè, tật xấu ông có không? Có, lớn tiếng. Lớn tiếng dữ trời lắm, nóng là nóng thôi, nóng như Trương Phi luôn á. Giống như là ca hát, ví dụ như là đi trong với cái tiệc đi mà ca hát mà biết em thấy em mà ca hát với ai là không được đó, là về là đùng lên rồi. Không có cho mà hát chung với ai hết trơn á. Là mà, cũng là ghen đúng không? Dạ là cũng là ghen. Rồi xấu là nạt đâu đâu. Nạt lên lớn tiếng kêu mày. Rồi cái đầu cái em nói không, thôi nha, được rồi nha. Cái từ đó nghe nó nặng lắm á nha anh. Cái từ từ mình nói mình khắc phục cái anh đó. Rồi anh hứa anh sẽ thay đổi. Đó giờ hết luôn chưa? Giờ hết luôn rồi anh là không có nữa. Bây giờ thì Thảo nè. Dạ. Em mong muốn ông xã mình thay đổi điều gì? Nhẹ nhàng hơn, bớt nóng lại thôi chứ còn chuyện khác là em thấy ông xã là hoàn hảo rồi, như là hiểu em. Rồi sang chăm sóc. Bản thân em thì em cũng muốn vợ em ngăn nắp lại chút xíu, kỹ lưỡng lại chút chứ đừng đi trốn em. Và một điều em mong muốn nhiều nhất nữa là vợ em tặng cho em thằng cu tí. Em đang mong chờ. Yên tâm, anh sẽ hỗ trợ. Nhưng mà chị nói nghe nè, em có nhậu không? Dạ có mà ít lắm. Ít lắm chị. Bỏ luôn đi, cần phải gọi là phải là có kế hoạch trong vấn đề mà lưu trữ tinh binh. Hiểu dạ, không? Tức là dạ. Không có phải là ngày nào cũng tắm không được. Dạ. Tại vì hai bạn đều ở cái tuổi gọi là lớn rồi. Dạ. Thì thành ra là mình muốn cho con nó khỏe nó mạnh mà là mình phải tính. Dạ. Phải có kế hoạch. Và chúc cho Sang với Thảo nha, luôn luôn hạnh phúc. Chúc cho hai em qua năm sau bác sĩ báo tin vui và cuối năm có một thiên thần xuất hiện ở tại Long An, tại ngôi nhà của hai em. Dạ, cảm ơn anh. Có thời gian cho em. Khoảng 2 ngày sau á, ngồi uống cà phê, rồi uống một hơi cái bắt đầu em mới sinh. Em cho anh hôn cái. Dạ, cái thấy không trả lời gì hết cái đè hôn luôn.